Sáng ngày 29 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phối hợp bốn cùng giữa Hội cựu giáo chức và Phòng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015-2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đến dự về phía tỉnh có nhà giáo ưu tú Trần Hữu Doãn, Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh; nhà giáo ưu tú Lưu Thị Phương, trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Tiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo một số phòng ban ngành cấp huyện, lãnh đạo xã thị, hội khuyến học, cựu giáo chức các địa phương, ban giám hiệu các trường học. Các đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hội khuyến học cựu giáo chức huyện cùng chủ trì hội nghị. Hội cựu giáo chức huyện hiện có 157 hội viên sinh hoạt tại 10 hội cơ sở xã thị trấn, trong những năm qua các cấp hội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục các trường học đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của đảng và nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo về quy hoạch phát triển xây dựng trường chuẩn quốc gia huy động nguồn lực thông qua xã hội hóa công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, vận động học sinh bỏ học trở lại trường, phụ đạo kèm học sinh yếu kém, triển khai thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 để mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Cùng với đó, phong trào khuyến học khuyến tài được các cấp hội phối hợp thực hiện đạt hiệu quả cao, hàng năm trao thưởng nhiều suất quà cho học sinh, giáo viên giỏi, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo đền ơn đáp nghĩa chăm sóc tặng quà người có công gia đình chính sách tích cực tham gia phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên phát biểu tại hội nghị nhà giáo ưu tú Trần Hữu Doãn, Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh và đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, biểu dương những kết quả trong thực hiện chương trình phối hợp bốn cùng giữa Hội cựu giáo chức và Phòng Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015-2023 nhằm tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp bốn cùng với phương châm hành động vì sự nghiệp trồng người, đạo lý nghĩa tình, tôn vinh nghề dạy học, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Các đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới ngành giáo dục và các cấp hội cần tăng cường vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa phòng giáo dục đào tạo với hội cựu giáo chức trong tham mưu công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với lĩnh vực giáo dục của huyện nhà, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình phối hợp trong giai đoạn mới. Về xã hội hóa giáo dục cần huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục học sinh ở cộng đồng dân cư, công tác khoa học kỹ thuật, xây dựng xã hội học tập quan tâm chăm lo đời sống nhà giáo đã nghỉ hưu đang công tác phát huy tôn vinh truyền thống nhà giáo trong toàn xã hội lãnh đạo hội cựu giáo chức tỉnh lãnh đạo huyện vũ quang cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo ngành giáo dục và các phòng ngành đơn vị liên quan thường xuyên quan tâm ủng hộ và phối hợp tốt theo chức năng nhiệm vụ để xây dựng nền giáo dục hiện đại góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong tình hình mới Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho hai tập thể, ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp bốn cùng giữa Hội cựu giáo chức huyện và ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2023, tiến hành ký kết phối hợp bốn cùng giai đoạn 2023-2025 giữa Hội cựu giáo chức và Phòng giáo dục đào tạo huyện. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Hội cựu giáo chức tỉnh Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Hải, nguyên trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện, chuyển công tác mới và đồng chí nguyễn thái hòa nhận nhiệm vụ mới phụ trách phòng giáo dục đào tạo huyện